Trận đấu giữa Hanoi Buffalo và Thang Long Warrior thu hút sự chú ý của khán giả. Dù trận đấu thứ hai trong mùa giải năm nay, sức nóng trận derby thủ đô vẫn chưa hạ nhiệt khi Thang Long Warrior thông báo vé đã bán hết từ đầu tuần. Tuy nhiên, Thang Long Warrior gặp khó khăn khi tay ghi điểm số 1 của họ, Samen Swin, không thể ra sân. Trong khi đó, Hanoi Buffalo tung ra đội hình mạnh nhất với sự trở lại của công thần Đinh Tiến Công. Trong hiệp đầu tiên, Thang Long Warrior dẫn trước với những pha dứt điểm thành công của John Field. Tuy nhiên, Hanoi Buffalo cũng không chịu kém cạnh và ghi điểm từ những pha ném thăm dò rổ. Trận đấu diễn ra hấp dẫn và kết thúc hiệp đầu với tỷ số 23-20 nghiêng về Thang Long Warrior. Trận đấu giữa Hanoi Buffalo và Thang Long Warrior diễn ra đầy kịch tính. Trong hiệp 2, Hanoi Buffalo tập trung phòng ngự John Field và đã thành công trong việc phong tỏa anh. Họ gỡ hòa 25-25 sau khi khống chế chủ lực của Thang Long Warrior. Sau đó, Hanoi Buffalo tiếp tục tăng tốc và nhanh chóng mở rộng khoảng cách với các pha lập công của Nguyễn Tiến Dương và Đinh Tiến Công. Cuối hiệp 3, Thang Long Warrior có sự phục hồi và thu hẹp khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Trận đấu trở nên căng thẳng và hai đội cống hiến cho một màn trình diễn đôi công kịch tính. Cuối cùng, Hanoi Buffalo giành chiến thắng với tỷ số 64-60.